Hello, chào bạn, mình sẽ chơi vị tướng soái ca Triệu Vân cùng bộ trang phục rất đẹp là Đoạt Mệnh Thương. Đây là bộ trang phục chỉ có trong sự kiện đặc biệt của Canada anh em ơi. Đồng thời mình cũng chơi Triệu Vân phong cách rất hổ báo là cầm bảng bổ trợ bộc phá và cái lối trang bị khiến Triệu Vân có thể hổ báo được nha anh em ơi. Rồi nhưng trận đấu này gặp bé Wonderman không biết có hổ báo hay không. Có lẽ là mình chơi chuyến thật là thử sức với Wonderman xem chất tướng là khỏe hơn hay không. Mình nghĩ là đầu game chắc chắn là Triệu Vân sẽ thua. Thành ra nếu các bạn nào chưa đánh chắc tay Triệu Vân thì có thể là ôn farm nhé. Nhưng mình đánh hổ báo được và mình né được cái khiên kiếm nguyên kích của Wonderman. Nhưng mà cũng rất là mạo hiểm anh em ơi. Với chất tướng đầu game nó khỏe hơn mình rất nhiều. Nhất là cái nội tại và cái chiêu khiên kiếm nguyên kích. Đam khiên kiếm nguyên kích quá cao, nội tại khả năng gây sát chuẩn, ném khiên và hồi phục máu cho Wonderman nữa chứ anh em ơi. Đó, đánh vào con lính này. Nó gây sát thương lan sang Wonderman. Dí. Ôi, anh em thấy đó rất trâu và hồi phục máu rất là kinh. Rồi, còn một phát đâm kiếm nữa. May quá. Đâm kiếm chắc hết thời gian hồi rồi. Ok, rất là may anh em ơi. Không thể đùa với chị đại Wonderman được đầu game nha. Nhưng mà khi có level 4 thì mọi chuyện sẽ khác bọt rất nhiều. Và trận đấu này Wonderman tìm bạn cầm tốc biến nhá. Rồi, có thao diver rồi. Opa và lại thử đổ châu chó của đầu game của Wonderman và Triệu Vân. Kết quả là Triệu Vân thua sấp mặt anh em ơi. Cái này chắc chắn rồi. Triệu Vân là vị tướng late game rất khỏe. Nhưng mà đầu game thì lại khá là tù anh em ơi, đánh ôm farm và đợi level 4 rồi mới hổ báo nhá. Tốt nhất là đợi đồng đội đến canh thì hổ báo được. Ấy, kinh quá. Ôi level 4 rồi. Mình bị thoát level mà anh em ơi, vì mất hai con lính. Ở phong cách này thì mình sử dụng bảng ngọc full tank cho Triệu Vân. Bảng ngọc đỏ chỉ là ngọc tốc đánh máu đa và giáp. Ngọc tím thì máu đa, hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục công lý và sân giáp. Ấy, level 4 anh em ơi, chuẩn bị nhà vô này. Murat có nội tại ảo chảm quá hay. Rồi lên luôn. Rồi bộc phá. Khó mạng. Chết cả ba anh em ơi. Phương pháp phối hợp rất đẹp của team mình. Và team bạn thì có cụm vào để team mình combo. Quá tuyệt vời. Ăn trụ luôn. Cái lợi thế là chúng ta phải phát huy lợi thế nhá. Triệu Vân mà đầu game có mạng này quá tuyệt vời anh em ơi. Một đợt đấy nữa là ok cái trụ ở đấy. Đó, chú bạn ơi, đừng về vội. Chiêu cuối của con lính này có nội tài đánh chắc chuẩn với trụ. Rồi, tuyệt vời. Xong một trụ rồi. Hết chiêu bạn ơi, hết chiêu. Uầy, một combo thối thế nhở. Quá hay. Quyền vương thì mình trận đấu này combo rất chuẩn. Và đàm rất là to. Ở phiên bản hiện tại thì quyền vương đàm rất là to. Phiên bản sau thì quyền vương sẽ bị giảm sức mạnh ở cái chiêu thứ hai. Phong cách của mình trong trận đấu này là phong cách Triệu Vân bộc phá full tank. Vậy anh em cùng theo dõi bộc phá full tank thì đập có thấm không nhá. Và mình đập vẫn rất thấm bởi vì nếu anh em chịu khó đi hỗ trợ ti đó, cái điểm nội tại anh em sẽ được rất nhiều và công lý rất cao và đánh sát thương chuẩn cũng rất là thốn. Rồi chết lao đeo rồi nhưng mà bò Toro vẫn chạy được. Cầu thủ Toro, hậu vệ Toro đã vượt rào thành công. Và Valet thủ trụ nhưng mình sắp có chiêu cuối rồi. Bổ vỡ đầu nè, chạy đâu bạn ơi, hết mana nhưng mà vẫn chết. Những trường hợp đánh Triệu Vân áp sát được mục tiêu anh em nên dùng chiêu cuối trước nhá. Sau đó dùng chiêu 1, chiêu 2. Chiêu 1, chiêu 2 anh em nên kích hoạt đồng thời. Và đánh thương liên tục. Đây là vị tướng đánh rất là dễ. Tránh trường hợp là các bạn khi chưa áp sát được mục tiêu anh em bật chiêu 1 quá sớm nhá.
Đó, anh em phải căn khoảng cách bật chưa một, đây là như kiểu này, bật chưa một này, bổ lên. Đấy, nó vẫn còn có một chút tốc chạy để anh em chính xác mục tiêu. Bởi vì hiện tại thì Triệu Vân nó cái thời gian tăng tốc chạy nó không còn nhiều như các phiên bản đầu nữa đâu. Rồi, Quyền Vương sắp mặt vài lét tốc biến thôi. Về bạn ơi, hết chiêu rồi. Triệu Vân phải có chiêu cuối và ít nhất phải có chiêu 1, chiêu 2 mà đánh được nha. Còn này chưa có chiêu thì anh em nên đợi hồi chiêu. Bò lại, bò đi qua đây chết luôn mình này. Chạy đâu bạn ơi? Đấy, đập trúng bò và chết luôn cái trụ. Đây là phong cách chuẩn đấu sĩ châu bò của vị tướng Triệu Vân. Anh em đừng tưởng là Triệu Vân không lên đồ đam mà đánh yếu đâu, đánh vẫn rất là thốn. Và phong cách này Triệu Vân có thể hổ báo được, nhưng mà không phải là hổ báo cân tim nha anh em ơi. Hổ báo phải có đồng hội xung quanh, khi mình hổ báo thì đồng đội cũng xuất hiện phối hợp của mình, khiến Triệu Vân sẽ rất mạnh. Chứ nhiều anh em mình thấy đánh Triệu Vân cứ nghĩ là Triệu Vân có thể cân team và late game. Các bạn sai lầm rồi. Làm gì có những vị tướng có thể cân team được ở cái thời điểm late game. Chỉ khỏe hơn, nhỉnh hơn thôi. Nhỉnh hơn có cân 1-2 người là cùng thôi anh em ơi. Chứ cân 3 thì rất là khó. Cân 3 người cùng đầy máu thì rất là khó luôn. Chỉ cân 3 những trường hợp là team bạn có ít máu mình đến vét máng thật trưởng thôi. Ở trụ dưới đây lên cao rồi, bây giờ chúng ta tập hợp này, đẩy trụ lên kinh công rồi ăn kinh công là giành chiến thắng trận đấu này thôi. Đang có lợi thế rất nhiều em ơi về mặt trụ và thế trận, nên ăn kinh công sớm để kết thúc trận đấu sớm. Đêm dài lắm mộng em ơi. Rồi tiếp theo mình lên cái phần chương trời nhá. Tập anh kinh công nè, nhưng mà không có rừng. Rừng ơi, gian kinh công ngay bạn ơi. Quá tuyệt vời rồi, chắc chắn con kinh công này thuộc về team mình. Ép trụ dưới là các bạn ơi, ăn không đỏ đã. Rồi, quá tuyệt vời. Có một đồ này đập càng thấm hơn, có thêm sát tương chuẩn và khả năng làm chậm. Đây là mình canh cho khép góc cho Murat này đối tại này. Ở phía dưới thì Zenfit một mình thủ trụ và sắp mặt của mình. Chạy đâu bạn ơi, ấy vẫn còn không kích để chạy. Nếu mà team có Murat thì anh em nên giao tranh xung quanh cái con cào cào khi có con cào cào nhé. Murat sẽ liên tục tung ỏi chảm và team mình sẽ ép trụ rất dễ dàng. Bên bảo kê con cào cào bảo kê Murat nha. Rồi pha này thì chắc chắn đẩy được trụ rồi, còn có hàng chảm nữa. Rất là thốn. Và Zephyr sắp mặt cộng với Laurel bay về đâu bạn ơi? Không có bất tử thì sắp mặt nha. Có lợi thế khi team có Murat thì kết thúc trận đấu rất nhanh. Rồi một mình Wonderman không đủ. Rất trâu, siêu nhân rất trâu nhưng mà vẫn sắp mặt thôi. Rất nhanh em ơi. Ok, như vậy là video clip mình chơi Triệu Vân phong cách full tank thì đây hết rồi. Xin chào anh em. Có thể là phong cách này đánh vẫn rất là thấm và vô cùng hổ báo nhá. Triệu Vân tự là Tử Long, người vùng Thương Sơn, là một trong ngũ hổ tướng của Thục Quốc. Triệu Vân cao 8 thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay lươn, bụng beo, cưỡi bạch long mã, uy phong lẫm liệt. Triệu Vân nổi bật trong trận Đương Dương Tràng Bản, một mình cưỡi bạch mã, phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy hai lá cờ to, giết 50 tên tướng địch Tào, lấy được thanh gươm báu thanh công của Tào Tháo. Thanh gươm báu mạ vàng có thể chém gãy các loại binh khí. Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, dương dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa nay cứu chúa sống trong trận,
chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Trương Phi đại lão trường bảng ba, hổ tướng anh hùng đáng ngợi ca. Hét to ba tiếng xua quân Ngụy, Nguy Linh lừa cả tướng giặc Tào. Triệu Vân trong Liên Quân là một thần tướng bất bại, công thủ nghệ toàn. Nghe đến danh tiếng của Triệu Vân, người người đều khiếp sợ. Triệu Vân còn là anh hùng danh chấn thiên hạ, được kính trọng bởi cả vô địch chiến thần Lữ Bố. Thế thương tựa rồng bay, thế tấn tựa rồng cuộn, mỗi mũi thương như ngàn mũi tên xuyên thấu kẻ thù. Chỉ cần thấy ngọn thương của Triệu Vân cũng đủ làm kẻ địch phải ớn lạnh. Không một ai dám ngông cuồng coi thường sức mạnh của Triệu Vân. Chiến tranh là điều ta không muốn, Triệu Vân từng nói. Ngay cả đại hiền nhân như Gia Cát Lượng cũng không thể giảm bớt sự mệt mỏi sau mỗi trận chiến của Triệu Vân. Điều ông có thể làm là liên tục giao nhiệm vụ để Triệu Vân bớt đi phần nào ưu phiền về chiến tranh. Lòng trung thành của Triệu Vân với hoàng đế được thể hiện ngoài tiền tuyến, và đó chính là nơi Triệu Vân đáng sợ nhất. Ta có thể mệt mỏi vì chiến trận, nhưng ta sẽ luôn chiến đấu khi người khác cần đến. We'll be right back.